Thì đây là một cái máy mang thương hiệu Stronger, được thiết bị mà nó mới nhập khẩu về. Thì ngoài chức năng hàn ra thì nó có thêm những cái chức năng như là hàn túi thổi khí hoặc là hàn túi thổi khí và in thêm ngày tháng nữa. Ở đây là một cái máy gọi là mình vừa hàn được túi và vừa thổi được khí lên. Ở showroom mình đây thì có những cái máy dạng đứng thổi khí và đây là cái máy index thổi khí. Thì về chi tiết thì mình sẽ vận hành từng cái cho mọi người xem sau. Thì đối với những cái máy mà hàn túi thông thường á, thì nó sẽ không có chức năng mà thổi khí. Và khi nào thì mọi người sẽ sử dụng chức năng thổi khí, thì ví dụ như là trong sản xuất mà mình sử dụng những cái loại mà cái thành phẩm mình mà nó dễ vỡ á, dễ vỡ dưới áp lực á, thì mình cần thổi khí lên, mình thổi phồng lên để mình bảo vệ nó. Như mọi người biết thì trên thị trường hiện tại thì nó có một vài loại máy thổi khí. Tuy nhiên những cái dòng máy thổi khí ngoài thị trường thì nó không điều chỉnh được cái lưu lượng khí đi vào trong túi. Chẳng hạn như khi mình dùng túi to và túi nhỏ, hoặc là cái lưu lượng khí nó đi vô không đều thì nó dẫn đến là cái túi nó phồng to, túi nó phồng nhỏ. Thì đó là một trong những cái nhược điểm rất lớn đối với cái máy thổi khí ngoài thị trường. Thì thiết bị mà nó đã yêu cầu Trung Quốc sản xuất một cái loại máy thổi khí có thể cải tiến những cái nhược điểm đó. Chẳng hạn như đây là cái máy thổi khí, thì riêng đối với máy thổi khí thiết bị mà máy nhập khẩu thì nó có mình có thể điều chỉnh được cái lưu lượng không khí đi vào trong túi. Chẳng hạn như khi mà túi nhỏ thì mình cần cái lưu lượng khí ít, hoặc là túi lớn thì mình cần cái lưu lượng khí nhiều, và cái lưu lượng khí rất là đều. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái máy hàn miệng túi liên tục mà có thêm chức năng thổi khí này. Thì đối với cái máy hàn miệng túi liên tục, cái chức năng của nó thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi, mọi người có thể xem những cái video mà mình đã làm được trước. Tuy nhiên thì lần này nó có thêm chức năng thổi khí, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt cái đường ống và sử dụng cái chức năng thổi khí nó như thế nào, và cách điều chỉnh lưu lượng nó ra làm sao cho nó phù hợp với từng kích thước túi. Thì đối với máy hàn miệng túi liên tục mà có thêm chức năng thổi khí này, thì ở trên bảng điều khiển ấy, thì nó sẽ có những chức năng giống như máy hàn miệng túi thông thường. Thì mọi người xem ở video trước ha. Thì đây là cái bộ phận mà nó điều chỉnh lưu lượng và thổi khí vào bên trong cái túi. Thì ở bên hông này nó có một cái ống, một cái vò này dùng để lắp đặt với cái vòi của máy nén khí. Như trên máy nén khí thì lúc nào mình cũng có một cái vòi để mình điều chỉnh là cái lưu lượng đi ra to nhỏ, thì mình có thể dùng cái vòi đó để mình điều chỉnh. Chẳng hạn như cái túi to và túi nhỏ thì mình thử về làm sao cho nó phù hợp nhất, và mình giữ nguyên cái lưu lượng khí đó trên cái máy nén khí. Thì ở đây mình chuẩn bị một cái vòi nữa và mình gắn vào trong cái vòi này thôi. Thì sau khi mà mình gắn xong thì mình sẽ thử cho mọi người xem này. Thì sau khi mà mình điều chỉnh cái lưu lượng khí trên máy nén khí phù hợp rồi, và mình sẽ bắt đầu thử kiểm tra thử cái độ phồng của túi nó có đạt có theo như mình mong muốn chưa. Thì mình có thể khi mình gạt cái này thì không khí nó sẽ xịt ra này, mọi người thấy không? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vận hành cho mọi người xem thử là nó thổi lên như thế nào. Thì mọi người thấy đây là thành phẩm nè, sau khi mà mình thổi khí lên cái lưu lượng không khí rất là đều nhau mọi người. Còn về đường hàn thì mình không nói nữa, máy này đã nói rất nhiều lần rồi, đường hàn rất là chắc chắn rồi. Thank you.
ướt hồng rất là đều nha mọi người. Thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vận hành cái máy hàng ngày ướt liên tục một ký, và đặc biệt thì dòng này thì nó có thêm cái chức năng đó là in ngày tháng, in date, thì nó có thể in được hàng sử dụng nữa và ngày sản xuất. Có nghĩa là máy này có 3 chức năng: thử khí, hàng túi và in hàng sử dụng. Bây giờ là hàng cho người xem. Thì vừa rồi mình vừa giới thiệu cho mọi người một cái máy hàn miệng túi liên tục có thử khí mang thương hiệu Stronger. Thì mình đã vận hành cái máy hàn miệng túi liên tục có thử khí và máy hàn miệng túi liên tục có thêm chức năng in ngày tháng. Thì mình đã cho mọi người xem kết quả đó nó như thế nào. Nếu mọi người có câu hỏi hay có thắc mắc gì về cái cách sử dụng thì mọi người có thể comment bên dưới. Thiết bị mình máy sẽ trả lời cách sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.